Thì mình sẽ bóp một chút bọt, một cái lượng bọt vừa đủ nhé. Đấy, mình bóp này. Đấy. Đấy, mình chỉ đủ dùng cái lượng bọt như này thôi. Với những cái dâu trung bình thì mình dùng cái lượng bọt nhỏ nhỏ như là được. Còn đâu là dâu dày hơn thì có thể là mình lấy thêm một lần như này nữa, tức là gấp đôi như thế này. Đấy, cái kỹ thuật bôi bọt thì các bạn làm quen rồi, chắc là các bạn bôi được nhỉ. Đấy, thì kỹ thuật bôi bọt thì mình chỉ có làm sao mà bôi cái phần dâu dày trước, dâu nhiều trước, sau đấy thì mình thấy khô quá thì mình lại xịt thêm nước, nước ấm thì càng tốt. Nước ấm thì càng tốt. Đấy, khi mà cạo thì mình sẽ đặt cái dao nghiêng tầm khoảng 30 độ. Đấy, mình đi nhẹ tay thì thế là dâu nó sẽ tự sạch, rất là mềm mại nhá. Đấy, các bạn hỏi cái bọt gì thì mình sẽ đã review cho các bạn nhé, cái dòng bọt này. Đấy, bọt này cạo rất là mềm mà rất là dôi nhá, tức là cái một cái hộp bọt mình có thể cạo cho xem là một tháng thì lượng khách của mình nó rơi tầm khoảng 200 đến 250 khách nam, thì mình dùng trong 6 tháng 6 2 12 6 5 30, tức là khoảng 1.500 khách. Đấy, một hộp bọt thì mình có thể dùng cho hơn 1.000 khách nhé. Ok, mấy anh em có thể dùng những cái dòng bọt như thế nha, mình review cho anh em biết nha.